25. Chưa dùng lương thực để dụ địch này, đánh vào chỗ hiểm của Trương Đông Sơn, Nguy Phong núi Đại Thanh không còn nữa. Đúng. Chiến tích sơ bộ đã được thống kê, bắn chết hơn 360 quân địch, bắt giữ hơn 100 người, tịch thu được hơn 400 khẩu súng. Tốt. Chỉ là bên phía doanh trại Hồ Nam vẫn chưa có tin. Doanh trại Hồ Nam cách chúng ta khá xa, sẽ chậm hơn một chút. Trương Đông Sơn này, ông ta chỉ có hơn 500 người, trận này tổn thất 2/3. Trương Đông Sơn, tổn thương nguyên khí rồi. Đúng thế. Người bạn cũ này của tôi chưa bao giờ chịu thiệt như thế này. Cũng tốt, để cho ông ta tỉnh táo lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn Trương Đông Sơn tỉnh táo hơi khó đấy. Đúng thế, báo cáo, vào đi. Có tin của doanh trại Hồ Nam rồi. Nói, báo cáo của đội trưởng Lưu nói doanh trại Hồ Nam không đánh trận, không đánh. Là do kẻ địch không tới cướp lương thực sao? Có tới, nhưng không đánh. Báo cáo nói, địch cướp đi 10 tấn lương thực, 50 cây vải, 10 xe ô lạp thảo. Việc này rốt cuộc là sao? Đại đội trưởng nói, trước khi trận đấu diễn ra, họ phát hiện trong số những người chỉ huy của đám thổ phỉ có đồng chí Dương Kiếm Phong. Để bảo vệ Dương Kiếm Phong, họ không đánh. Thổ phỉ cũng không tấn công, chỉ chuyển lời vào doanh trại, bảo người dân giao ra lương thực. Đồng chí Bạch Vân bảo mọi người giao lương thực ra. Tôi biết rồi. Cậu lui xuống đi. Dân. Hơn 10 tấn lương thực, cứ thế mà mất sao? To gan quá đấy. 10 tấn lương thực đổi lại sự an toàn của Dương Kiếm Phong cũng xứng đáng mà. Chỉ là nước cờ này của Tiểu Vân không được cao minh cho lắm. Đúng thế. Dù sao Tiểu Vân cũng còn quá trẻ. Mấy đội cướp lương thực của Trương Đông Sơn đều hao binh tổn tướng. Chỉ có Dương Kiếm Phong không chút thiệt hại, lại mang lương thực về, giải dốc, ô lạp thảo. Với sự tinh ranh của Trương Đông Sơn, ông ta không nghi ngờ sao được. Đúng rồi lão Lý, còn có một vấn đề, mãi chưa bắt được Loan Siêu. Nếu Loan Siêu trốn lên núi Đại Thanh, vậy Dương Kiếm Phong sẽ gặp nguy hiểm. Đúng. Chúng ta phải bất chấp ngăn cản Loan Siêu lên núi. Quân đội của chúng ta có vài phương án đang thực thi, chúng không chạy được đâu, lão Hạ. Ông đang giở trò sừng chúng tôi sao? Diễn dở gì thế? Cái này mà gọi giở trò gì? Lần này các anh phụ trách chiến đấu dùng lương thực dụ địch, tôi sợ làm hao tổn tinh lực của mọi người, ảnh hưởng chỉ huy tác chiến, cho nên tôi mới âm thầm chuẩn bị chiêu này. Lão Hạ, đúng là có chiêu nhỉ? Không đi nữa. Mệt chết mất. Muốn chết cũng phải chết cho thoải mái. Đường đến núi Đại Thanh đều bị phong tỏa rồi. Chúng ta đi trên núi lâu như thế, chắc chắn chỉ có con đường chết. Bây giờ chúng ta an toàn rồi, chỗ này cách núi Đại Thanh cũng không còn xa nữa. An toàn cái rắm. Anh cũng không phải chim. Anh cũng không thể bay lên núi Đại Thanh được. Tôi không được rồi. Tôi sắp mệt chết rồi. Anh nể mặt tôi cứu anh. Tới phía trước kiếm chút nước uống đi. Tôi sắp mệt chết rồi. Khốn kiếp. Đứng lại, làm cái gì thế? Núi Đại Thanh, cuối cùng tôi cũng về rồi.
Sơn gia, tôi đảm bảo những gì tôi nói đều là thật. Dương Kiếm Phong thật sự là gian tế của quân Cộng sản. Hắn ta vào núi chính là muốn tiêu diệt các người. Cậu về núi Đại Thanh bằng cách nào? Tôi trốn về đấy. Trốn về? Dưới núi gần như là người của quân Cộng sản. Sao cậu có thể thoát được chứ? Vì một lời khó nói hết, Sơn gia. Được rồi, Loan Siêu, cậu cùng tôi tới sảnh tụ nghĩa, nói rõ chuyện này cho các anh em. Dân. Có số lương thực này, chúng ta có thể chống đỡ thêm một thời gian rồi. Đúng thế, chuyện giải quyết được bằng tiền, ai lại dùng mạng để đổi? Không cần dùng viên đạn nào đã cướp được. Lần đầu tiên tôi thấy chuyện này đấy. Tôi nói này Dương Kiếm Phong, thật sự tôi có chút thích anh đấy. Chỉ một chút sau, vậy anh còn muốn bao nhiêu nữa? Tôi cảm thấy cô nên yêu tôi, yêu tới chết đi sống lại mới đúng. Anh nằm mơ đi. Nhưng Dương Kiếm Phong, tôi nói cho anh nghe, nếu một ngày nào đó bà cô đây thật sự thích anh tới mức chết đi sống lại, anh không thoát được đâu. Đi theo, đi theo. Sao thế? Những đội khác chưa về sao? Về hết rồi. Các người bị sao thế? Chúng tôi bị quân Cộng phục kích, bị đánh bại hết rồi. Đi. Đi thôi. Mau, mau tới sảnh tụ nghĩa. Có chuyện gì thế không biết? Sơn gia, chúng tôi vừa vào đã bị quân Cộng sản phục kích. Quá rõ ràng, quân Cộng đã chuẩn bị từ trước, cho nên trận này thành ra như thế, khiến không ít anh em bị thương. Sơn gia, Sơn gia, tiểu thư về rồi. Cô ấy mang về rất nhiều lương thực, còn có một ít giải dốc. Cha, cha, bọn con thắng trận trở về rồi. Bọn con tịch thu được 10 tấn lương thực, mấy xe ô lạp thảo, còn có mấy cây giải nữa đó. Ngồi xuống đi. Lão Lục, có. Lần này dẫn đội đi thuận lợi như thế sao? Rất thuận lợi. Lần này chúng tôi mang về 10 tấn lương thực, còn có áo bông và ô lạp thảo. Vậy người của chúng ta có tổn thất hay bị thương gì không? Không có bất kỳ thương vong gì. Nói vậy, Lão Lục đúng là thiên hạ vô địch thủ. Không tốn một súng một đạn nào mà đã thu hoạch tràn trề. Chuyện hời trên đời này đều bị Lão Lục chiếm hết rồi. Tất cả đều nhờ hổ uy của Sơn gia, Báo Tử, Tam Pháo, Mang Long và Phùng Khuê. Mấy đội ngũ này thương vong trầm trọng, chỉ có cậu là không chút thương vong. Cậu không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao? Sơn gia, ngài nói vậy là có ý gì? Đúng vậy cha. Cha nói vậy là có ý gì? Con ngồi xuống, không có chuyện của con. Dương Kiếm Phong, vở kịch của cậu nên hạ màn rồi. Sơn gia, tôi không hiểu. Cậu thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Được, vậy tôi để cho cậu chết được minh bạch. Đưa cậu ta lên. Đi, mau. Sơn gia, Dương Kiếm Phong, cậu nhìn xem người đứng bên cạnh cậu có quen không? Loan Siêu, cậu nói là những gì vừa nói với tôi khi nãy cho các anh em nghe thêm một lần nữa. Dân, dân. Dương Kiếm Phong là gian tế của đảng Cộng sản. Anh ta nói cho dứt khoát vào. Dân, Sơn gia, Dương Kiếm Phong
là gián điệp của Đảng Cộng sản. Tôi chỉ có bấy nhiêu, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Sơn gia có được tin tức đáng tin. Ở phía nam của núi Đại Thanh chúng ta có một thôn trang Nam Sơn Bình Xuyên. Tới giờ nơi đó vẫn còn ba đống than tàn nữa đấy. Có thể khẳng định đó là nơi quân Cộng sản cướp lương thực và đạn dược của chúng ta. Mạng Long, có. Cậu nói với Sơn gia đi. Dân Sơn gia, trước đó tôi mang theo vài anh em thăm dò ở nơi đó về. Một nơi nằm giữa Nam Sơn Bình Xuyên và Loan Gia Loan một dặm, còn phát hiện được than tàn đã được đốt qua lớn như thế này. Sơn gia, tôi cho rằng chuyện này chắc chắn là do Dương Kiếm Phong làm. Sơn gia, báo cáo hoàn tất. Dương Kiếm Phong, từ khi cậu gia nhập vào núi Đại Thanh, gặp chuyện bình tĩnh, cơ trí hơn người, thâm tàn bất lộ. Tôi chinh chiến cả đời, gặp vô số người, nhưng vẫn bị cậu gạt. Sơn gia, tôi không phải gián điệp gì hết. Ba đống than đó không liên quan tới tôi. Ông đừng tin lời tiểu nhân. Ai là tiểu nhân? Ngồi xuống. Dương Kiếm Phong, ở đây không có tiểu nhân. Ban đầu kế hoạch bạo động Mộc Đồn Giang do tôi định ra, là ai tiết lộ cho quân Cộng sản? Cậu tưởng tôi hồ đồ rồi sao? Cha, kế hoạch bạo động Mộc Đồn Giang là do con nói với Đảng Cộng sản, không liên quan tới Dương Kiếm Phong. Con lại bao che cho hắn. Con tưởng bao che hắn như thế là hắn có thể đau thương bất nhập sao? Cha, người có thể mặc kệ bọn Nhật Bản, con thì không. Con không thể để đám Nhật Bản làm sát vô tội ở Đông Bắc của Trung Quốc chúng ta lần nữa. Cha quên mẹ con đã chết như thế nào rồi sao? Con không thể để cho mẹ con không được nhắm mắt dưới sứ vàng. Con cũng không thể để một đời anh minh của cha bị bọn Nhật phá hủy được. Bạo động Mộc Đồn Giang cái gì, con không quan tâm. Con cũng không hiểu. Con cũng không cần quan tâm đảng này hay đảng kia. Nhưng chuyện của bọn Nhật, con không thể không nhúng tay. Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi. Cha không còn mặt mũi nào ngồi cái ghế này nữa. Con ngồi đi, được không? Cha, đứng lên. Sơn gia, Sơn gia. Chắc chắn tiểu thư bị Dương Kiếm Phong dụ dỗ nên mới làm thế. Nếu đã làm rồi thì đừng quá tức giận. Dù sao tiểu thư cũng là người của mình, không sợ cô ấy nhất thời đi sai đường. Chỉ là sợ gian tế bên cạnh chúng ta, kéo tên gian tế ẩn nấp bên cạnh chúng ta ra ngoài chém cho tôi. Đúng, kéo ra ngoài, ai dám? Cha, con đã nói với cha rồi. Chuyện bạo động Mộc Đồn Giang là do con nói với Đảng Cộng sản, không liên quan tới Dương Kiếm Phong. Tại sao cha còn muốn giết anh ấy? Dương Kiếm Phong, Loan Siêu đã tố giác cậu. Lẽ nào cậu không muốn nói gì để biện minh cho mình sao? Tôi không còn gì để nói. Nói vậy cậu thừa nhận rồi sao? Người đâu? Có. Mang ra ngoài chém. Dân. Cậu cười cái gì? Tôi đang cười chính mình. Là tôi mù, mới xem ông là anh hùng. Không ngờ các người đều không tin tôi. Tôi cũng cười ông. Ông dựa vào lời khai của một tên cộng sản mà muốn giết chết một người trung thành với ông. Lẽ nào lòng tin ông dành cho tôi còn không bằng con chó đó sao? Anh rốt cuộc là ai? Dương đội trưởng, anh không nhận ra tôi sao? Anh rốt cuộc là ai? Tôi là Loan Siêu đây, Dương Kiếm Phong.
Cậu muốn uy hiếp nhân chứng, không cho cậu ta nói chuyện đúng không? Không sai. Cậu là Loan Siêu, cậu vốn là người của núi Đại Thanh. Nhưng từ sau khi cậu xuống núi, bị quân cộng sản bắt giam, cậu đã bị bọn chúng tẩy não, trở thành phản đồ của Sơn gia. Việc này rốt cuộc là thế nào? Sơn gia, vừa rồi Mang Long đã nói nơi quân cộng cướp lương thực và đạn dược được thả dù của chúng ta cách Loan Gia Loan không tới một cây số. Thế thì có thể chứng minh được cái gì? Ngài có thể hỏi hắn, rốt cuộc hắn ở đâu? Loan Siêu, cậu là người ở đâu? Sơn gia, tôi đúng là người của Loan Gia Loan, nhưng tôi không liên quan tới chuyện này. Lần trước quốc quân thả dù lương thực, đạn dược và súng ống, vì mà lại cách chỗ của Loan Gia Loan không tới một cây số. Trên đời này có chuyện trùng hợp như thế sao? Nói cho các người biết, mấy chuyện này đều do Loan Siêu làm. Anh ngậm máu phun người, hay lắm Loan Siêu. Sơn gia, ngài không thể nghe hắn nói lung tung. Tôi hỏi anh lần nữa, anh lên núi bằng cách nào? Tôi nghe họ nói anh luôn bị nhốt trong nhà giam. Anh làm sao thoát khỏi nhà giam để lên núi Đại Thanh chứ? Anh biết bay sao? Tôi nói mau đi, nói. Sơn gia, tôi lên núi cùng một đặc vụ của quân quốc dân, cùng lên núi. Có một người trong đó tên là Nhị Ham. Vậy Nhị Ham đâu? Chết rồi. Chỉ một mình anh ta mà có thể cứu anh ra khỏi nhà giam rồi đem lên núi Đại Thanh được sao? Không thể nào. Đúng. Không. Không chỉ một mình anh ta, thế những người khác đâu? Họ chết hết rồi. Nhiều người như thế, vậy chỉ có mình cậu sống sau. Sơn gia, bọn họ bị đạn lạc bắn chết giữa đường. Người tên Nhị Ham trong đó chết ở giữa sườn núi, còn tôi thì trốn lên đây. Sơn gia, ngài phải tin tôi. Dương Kiếm Phong này, anh ta quả thật là gian tế của đảng Cộng sản đấy. Sơn gia đã sớm biết tôi từng đứng về phía đảng Cộng sản, nhưng tôi không phải gian tế, là anh. Không sai, tôi vốn là người của đảng Cộng sản, nhưng tôi giờ là người của Sơn gia. Tôi bán mạng cho núi Đại Thanh, nhưng anh và tôi lại trái ngược nhau. Anh từng là người núi Đại Thanh, nhưng bây giờ anh đầu quân cho quân giải phóng, là gián điệp của họ. Hôm nay anh tới là để trà trộn vào núi Đại Thanh chúng ta. Sơn gia, anh ta nói bậy. Dương Kiếm Phong đang nói bậy. Tiểu Lăng Tử, có, qua đây. Biết hắn không? Biết. Có phải trong nhà giam hắn đã nói với cậu phải chuyển lời cho tôi không? Phải. Nếu cậu không muốn Sơn gia tức giận thì nói cho thành thật. Anh ta bảo tôi nói với Sơn gia, nói Lục gia, không, nói Dương Kiếm Phong là gian tế của quân Cộng sản. Còn gì nữa? Anh ta còn nói nếu tôi không làm theo lời của anh ta nói thì nói mau đi, anh ta sẽ giết cha tôi. Cậu Sơn gia, Loan Siêu đã đầu quân cho quân giải phóng. Sở dĩ anh ta bảo Tiểu Lăng Tử chuyển lời, nói tôi là gian tế của quân Cộng sản. Tôi nghĩ chắc chắn sau lưng của anh ta có người sai khiến. Mục đích của anh ta chính là để núi Đại Thanh chúng ta tự tàn sát nhau. Người đâu? Có. Trói Loan Siêu lại cho tôi. Sơn gia, tha mạng. Tôi không phải người của đảng Cộng sản. Sơn gia, lựa chọn giữa Dương Kiếm Phong và Loan Siêu, mình thà giết chết Loan Siêu. Chém. Sơn gia tha mạng. Đi, đích thân báo gia đưa cậu lên đường. Đưa đi. Sơn gia. Không, báo gia. Báo gia tha mạng. Đội trưởng Dương. Tôi không đúng. Tôi có tội. Tôi không nên tố giác anh. Tôi nhận lỗi với anh. Tha mạng đi, đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương, tôi không phải con người. Đội trưởng Dương, tha mạng. Đội trưởng Dương, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Đội trưởng Dương. Sơn gia, tha mạng.
Nếu Loan Siêu là gian tế của quân Cộng sản, hãy để cho tôi tự tay giết chết hắn. Được, vậy thì để cho Lão Lục chấp hành. Sơn gia, đi, tha mạng. Đội trưởng Dương, tôi sai rồi, tôi đáng chết. Tôi không nên tố giác anh. Tôi sai rồi, đội trưởng Dương, anh cho tôi cơ hội cuối cùng đi, quỳ xuống. Đội trưởng Dương, tôi có mắt không biết Thái Sơn, anh cho tôi cơ hội đi, tha cho tôi với. Loan Siêu, anh biết đây là đâu không? Biết. À không, mà không, không biết. Tha cho tôi đi, đội trưởng Dương. Đồ chó má nhà anh, dám đối đầu với đảng Cộng sản chúng tôi, anh tự tìm đường chết. Tôi thay mặt cho toàn thể nhân dân Đông Bắc phán tử hình cho anh. Lập tức chấp hành. Đội trưởng Dương, lúc bọn con đánh vào doanh trại Hồ Nam không một chút phòng thủ nào, con nghĩ có lẽ bọn họ không ngờ chúng ta tới đó lần hai. Ban đầu con định để cho mọi người nghỉ ngơi rồi đi vào đánh doanh trại, nhưng Kiếm Phong bảo con đừng sốt ruột, đi thăm dò trước đã. Cho nên sau đó con và Kiếm Phong cải trang vào thôn. Bọn con vào xem thử, quả nhiên không có ai, ngay cả bốn quân cộng cũng không có. Thế thì đánh thôi, vẫn mà nằm ở chỗ các người hết rồi. Con cũng thấy thế, nhưng Dương Kiếm Phong giỏi lắm. Anh ấy đứng ngay cửa thôn, hét lên một tiếng, bảo người trong đó giao lương thực ra. Lúc đó con cũng cảm thấy kỳ lạ, chúng ta làm thổ phỉ bao nhiêu năm, làm gì có chuyện hét một tiếng là có thể cướp được đồ. Nhưng kỳ lạ lắm cha, lần này quả nhiên đám người đó mang gãy dốc, ô lạp thảo lương thực giao nộp ra hết. Các người nói xem có thần kỳ không? Sơn gia, Sơn gia, cảm ơn Sơn gia, tôi đã giết chết hắn ta rồi. Được, Dương Kiếm Phong, cậu thích giết người tới thế sao? Ai muốn hại tôi, tôi sẽ giết người đó. Được, Sơn gia càng ngày càng tin cậu. Lần này chúng ta tổn thất rất lớn, có lẽ núi Đại Thanh phải bước vào thời kỳ gian nan rồi. Cho nên bây giờ Sơn gia cần nhất là người trí dũng song toàn như cậu. Cảm ơn Sơn gia, sau này tôi đi theo ngài, thịt nát xương tan cũng không sờn. Lão Lục, nguy nan thế trung thần. Người đâu? Có. Bài tiệc trấn an Lão Lục. Dân, đi, đi uống rượu. Đi, đi. Đau chết tôi rồi. Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Sao lại thêm một người ngất nữa rồi? Sơn gia tới rồi, Sơn gia tới rồi, Sơn gia, Sơn gia. Các anh em, là tôi vô dụng, khiến mọi người phải chịu khổ rồi. Lần này chúng ta thất bại thảm hại, chết và bị thương hơn 100 người. Đây là lần thảm bại nhất trong lịch sử của núi Đại Thanh chúng ta. Tuy vết thương trên người mọi người, nhưng đau trong lòng Sơn gia. Sơn gia là người tốt, anh xem. Sơn gia nhân nghĩa, Sơn gia đúng là người tốt.
Đặc phái viên, thật ra Sơn Gia cũng khá tốt với đám anh em này đúng không? Ông ta sao? Ông ta là nước mắt cá sấu. Sơn Gia là cá sấu tin sao? Cá sấu cái gì? Ông ta mua chuộc lòng người Tào Tháo. Đặc phái viên, thật ra ngài vẫn chưa hiểu Sơn Gia lắm. Ông ấy thật lòng với các anh em đấy. Đương nhiên rồi, Đặc phái viên, ngài yên tâm đi. Cả đời mang lông này quyết tâm đi theo ngài, tuyệt đối không hài lòng. Đặc phái viên, ngài nói xem khi nào thì động thủ. Động thủ? Động thủ gì? Không phải ngài nói sẽ giết Dương Kiếm Phong sao? Lúc này khác lúc xưa rồi. Bây giờ Dương Kiếm Phong được Sơn Gia tin tưởng, hành động lỗ mãng sẽ gây ra chuyện lớn đó. Vậy sau này phải làm sao? Bỏ mặc sao? Không, cậu tiếp tục trông chừng Dương Kiếm Phong, âm thầm tích tụ sức mạnh, có động tĩnh gì thì giải quyết luôn. Đã hiểu. Đi uống rượu thôi. Mời. Sơn Gia, Lục Gia tới rồi. Còn nữa, bà Tư phái người tới hỏi tối nay có qua đó không. Cậu bảo bà ấy ngủ trước đi. Vâng, bảo Lục Gia vào đi. Sơn Gia, ngài tìm tôi. Kiếm Phong, cậu tới rồi. Muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ. Không ngủ được. Quân Quốc Dân liên tục thua trận ở Đông Bắc, không ngờ tình thế sẽ biến thành như thế này. Kiếm Phong, núi Đại Thanh đi đâu về đâu? Tôi thấy rất lo lắng. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ngài cũng không cần phải quá lo. Hiện tại anh em của núi Đại Thanh sĩ khí tuột dốc không phanh, không biết phải làm sao mới được. Đúng thế. Mấu chốt bây giờ là phải tìm cách khiến mọi người lấy lại tinh thần. Thua không đáng sợ, đáng sợ là mãi không vực dậy được. Thật ra nếu không phải Sơn Gia yêu binh như con, đội ngũ bại trận thế này e rằng đã sớm giải tán rồi. Có thể mài mòn Chu Sa, nhưng không thể cướp mất màu sắc của nó. Hoa Lan có thể quỷ, nhưng không thể diệt được hương thơm của nó. Ngọc có thể dở, nhưng không thể cướp đi sự trong trắng của nó. Vàng có thể nung chảy, nhưng không thể phá hủy sự kiên cường của nó. Sơn Gia, ngài viết hay quá. Có thể tặng cho tôi không? Đây là thơ của lưu trú Bắc Tề. Chờ một thời gian nữa, tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ viết cho cậu một tờ. Cảm ơn Sơn Gia. Kiếm Phong, thổ phỉ núi Thanh Sơn chúng ta có một quy tắc, mỗi năm tới đêm giao thừa sẽ tổ chức một buổi bách kê yến, chính là các anh em ở trong sơn trại tụ họp, chia vật phẩm cướp được cho mọi người, uống rượu vui vẻ, rất là sống động. Được, năm nay tôi muốn tổ chức sớm, cổ vũ sĩ khí cho đội ngũ. Được, đây là ý hay. Vậy chuyện bách kê yến tôi giao cho cậu chuẩn bị. Vậy tôi đi trước. Cuộc nói chuyện của chúng ta còn chưa bắt đầu. Ngồi. Kiếm Phong, tôi dùng cái thân thư sinh yếu đuối này tung hoành giang hồ mười mấy năm, từ khi tham gia bạo động núi Thổ Long tới khi bắn chết đại tá Nhật Bản Izuka Asago. Nếu nói là thân chinh bách chiến thì cũng không quá. Tục ngữ nói thịt sẽ như ở trong nồi, lọ sành sẽ dở bên cạnh giếng. Chủ nghĩa tam dân thống nhất Trung Quốc
xem ra là quá xa xôi rồi. Nếu một ngày nào đó chết trên chiến trường, tôi không oán không hận. Sơn Gia, tôi biết cậu muốn nói gì. Đầu hàng quân cộng sản, đúng không? Việc này hoàn toàn đi ngược với tín ngưỡng của tôi. Hơn nữa, tôi thân tưởng phản cộng, đảng cộng sản dễ dàng tha cho tôi sao? Nam chết vì tận trung, nữ chết vì danh tiết. Cái này gọi là chết theo ý muốn. Tôi chỉ hận năm đó không chết trên chiến trường chống Nhật, mà để hôm nay phải mang nhục. Cậu hiểu tâm tư của tôi rồi chứ? Tôi hiểu. Có lẽ cậu chưa hiểu hết. Tôi không sợ chết. Ai rồi cũng phải chết. Nhưng tôi lo lắng nhất là Đan Nương, con gái tôi. Mẹ nó chết sớm. Nó theo tôi làm thổ phỉ, lăn lộn trong máu trong lửa 20 năm. Thật sự tôi có lỗi với nó. Bao năm qua, tôi cũng suy nghĩ cho tiền đồ của nó. Tôi không thể nào để nó sống trong hang thổ phỉ cả đời, đúng không? Nếu có một ngày nào đó thiên hạ thái bình, không cần cướp nữa, nó vừa không biết chăm gia đình, cũng không biết thiêu thùa mai giá, cậu bảo nó phải sống như thế nào? Kiếm Phong, cậu có thể mang nó đi không? Mang Đan Nương đi. Nó là cô gái tốt, xứng với cậu. Cậu mang nó theo, rời khỏi núi Đại Thanh, cao chạy xa bay. Sơn Gia, tôi quên Bạch Vân đi, quên cô ấy đi. Núi Đại Thanh này chỉ có cậu đáng để tôi gửi gắm. Sao? Cậu không chịu sao? Sơn Gia, không phải không chịu, mà là trọng trách này quá lớn. Tôi không thể tùy tiện đồng ý với ngài. Được. Tôi thật sự không nhìn nhầm cậu. Cậu nói đúng. Kẻ dễ hứa không thể tin. Thế này, cậu suy nghĩ một thời gian rồi trả lời tôi, được không? Được. Sơn Gia, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước đây. Đừng mà. Được rồi, miệng thối chết được. Tam Pháo, sao thế? Đang yên đang lành lại khóc, làm gì thế? Tam Pháo, nếu anh thật sự thích em, anh mang em đi đi. Ngày tháng lén la lén lúc này, em thật sự không sống nổi nữa. Chúng ta rời khỏi núi Đại Thanh. Tam Pháo, chỉ cần theo anh, dù mặc áo rách, ăn dưa muối, em cũng bằng lòng. Anh thở dài, thở dài. Anh thở dài cái gì? Anh cả ngày chỉ biết như thế. Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không? Bây giờ sơn trại bại trận, sĩ khí tuột dốc. Nếu lúc này anh đi thì thật không có nghĩa khí. Nghĩa khí, nghĩa khí. Bây giờ thì anh biết nói nghĩa khí. Tam Pháo, anh phải hiểu rõ, em là dạo lẻ của chủ nhân anh. Anh cấu kết với em, anh đang dối gạt chủ. Anh thích em mà. Anh...
phu nhân. Đến, đến ngay. Phu nhân. Đến ngay, đến ngay. Lão gia. Lão gia. Sơn gia, sao thế? Con đàn bà đê tiện. Không ngờ cô lại làm ra chuyện đồi bại như thế này. Lão gia tha mạng. Nếu cô đã dám làm thì khỏi cần quỳ. Xảy ra chuyện gì rồi? Nói, gian phu là ai? Không, không, không. Em không thể nói với ông. Ông giết em đi. Tiểu Lăng Tử, có. Mang cô ta ra ngoài. Dân. Lão gia. Lão gia. Sơn gia, gian phu này trốn ra từ cửa sổ. Chắc chắn có dấu chân. Khỏi cần đuổi theo. Ông trời muốn mưa, phụ nữ muốn lấy người. Chuyện gì tới rồi cũng tới. Giải tán đi. Mọi người về ngủ cho ngon giấc. Tôi cũng đi đây. Xin lỗi bà Tư. Bình thường bà rất tốt với tôi. Tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh. Tôi trói nhé. Tiểu Lăng Tử. Giống dĩ nên treo lên cây. Treo cho tới chết. Nể tình chúng ta là vợ chồng nhiều năm, tôi sẽ cho cô chết được dứt khoát. Chén rượu này tôi chuẩn bị cho cô. Uống đi. Năm đó cô lưu lạc đầu đường xó chợ là tôi thu nhận cô. Sau này lại nạp cô làm vợ lẽ. Cô không bằng lòng, nhưng cũng không phản đối. Bao năm qua, Trương Đông Sơn tôi cũng không bạc đãi cô. Tại sao cô lại dùng cách này để báo đáp tôi? Tại sao sao? Sao ông không hỏi lại bản thân xem tại sao? Ông chiếm lấy tôi, rồi lại ghẻ lạnh tôi. Một năm 365 ngày, có ngày nào ông tới chỗ của tôi không? Tôi là phụ nữ. Tôi là một người phụ nữ bình thường.
không phải gỗ, cũng không phải đá. Tôi cũng cần có người bên cạnh, có người quan tâm, có người yêu thương. Ông không có bản lĩnh đó, vậy tại sao ông lại cưới tôi? Tới bước đường ngày hôm nay, tôi không hối hận. Tôi không hối hận một chút nào cả, bởi vì tôi yêu anh ấy. Anh ấy cho tôi biết phụ nữ chân chính là thế nào. Đừng nhắc tới vinh hoa phú quý mà ông cho tôi. Thứ anh ấy cho tôi đẹp hơn, ngọt ngào hơn, quý giá hơn những gì ông cho tôi. Ông nổ súng đi, nổ đi. Tôi thật sự không ngờ thường dục cô ở bên cạnh Trương Đông Sơn tôi có nhiều quán than như thế, có nhiều không vui như thế. Đúng là sống không bằng chết, đúng không? Được, vậy tôi sẽ đưa cô lên đường.